Chào mừng các em học sinh đến với chương trình dạy học trên truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện. Thầy tên là Nguyễn Văn Toan, giáo viên vật lý trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ. Hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 28 TX trong chương trình vật lý phổ thông cơ bản lớp 12. Thời lượng bài này trong phân phối chương trình là một tiết. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, thì mời các em cùng quan sát một số hình ảnh sau. Đây là hình ảnh phim X-quang. Thứ nhất, đây là phim X-quang bàn tay người. Thứ hai, đây là phim X-quang phổi của một bệnh nhân COVID-19. Như vậy, ta có thể quan sát được phần bên trong của cơ thể người. Hình ảnh thứ ba, đây là hình ảnh ở khu an ninh của sân bay. Nhân viên an ninh kiểm tra hành lý của hành khách và có thể quan sát ở trên màn hình. Hình ảnh thứ tư, đây là hình ảnh cấu trúc bên trong của vật rắn đây và được phóng lên bằng kính hiển vi điện tử, chúng ta có thể quan sát. Và chúng ta quan sát bốn hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy một cái đặc điểm chung rằng là cái cấu trúc bên trong của cơ thể người hoặc của các vật thì chúng ta có thể nhìn được mà không quan sát được trực tiếp bằng mắt. Vậy thì người ta chụp ảnh này bằng cách nào? Cái tia gì hoặc là cái bức xạ gì để dùng ở đây để chụp? Để trả lời cho những câu hỏi đó, chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, bài 28 TX với những nội dung chính như sau. Thứ nhất là phát hiện TX. Thứ hai, cách tạo ra TX. Thứ ba, bản chất và tính chất của TX. Thứ tư là tìm hiểu về tháng sóng điện tử. Và đi vào chi tiết của bài ngày hôm nay thì chúng ta đi vào phần 1 là mạng, là phát hiện ra TX. Để chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình lịch sử mà Röntgen phát hiện ra TX thì mời các em quan sát một clip ngắn như sau. Chúng ta có thể quan sát ở trên màn hình. Vào ngày 8 tháng 11 năm 1895, tại thị trấn Wolfsburg, nước Đức, Wilhelm Gerhard Röntgen đã có một khám phá gây chấn động. Trong khi làm thí nghiệm với một ống thủy tinh chân không có hai điện cực ở hai đầu, còn gọi là ống tia âm cực hay ống phóng điện khí, ông nhận thấy những tinh thể huỳnh quang trên bàn làm việc của ông đột nhiên phát sáng. Hiện tượng kỳ lạ này khiến ông vô cùng bối rối. Ngay cả khi Röntgen lấy tay che lại, những tinh thể vẫn tiếp tục phát sáng. Ông cho rằng ánh sáng đó là do một số loại tia không rõ phát ra vì thủy tinh vẫn sáng khi Röntgen che chúng lại với tấm bìa cứng đen. Các tia sáng không thể bị ngăn chặn lại, như màn hình quang đã chứng minh. Röntgen nhanh chóng khám phá ra rằng các tia này có thể xuyên qua các chất liệu có bề mặt rộng và thậm chí làm sáng các đĩa phim chụp. Ông đặt một vật sau một vật khác trước ống tia X và nhận ra rằng ông có thể thấy bên trong các vật. Đây là chiếc hộp trọng lực của ông và nòng súng của một khẩu súng săn. Ông đã trở thành một nhà vật lý nổi tiếng thế giới chỉ sau khi ông chụp được hình bàn tay vợ mình. Đó là tấm hình X-quang chụp cơ thể người đầu tiên trên thế giới và điều đó cũng đánh dấu một bước tiến lớn trong y học. Giấc mơ xa xưa của các nhà vật lý học là khả năng nhìn xuyên thấu vào cơ thể con người đã trở thành hiện thực. Tên của Röntgen được dùng để đặt tên cho loại tia kỳ bí này, hay còn gọi là TX. Và như vậy, đó là cái quá trình để Röntgen phát hiện ra TX. Và sau đó, ông làm thí nghiệm nhiều lần nữa trong cái phòng thí nghiệm của Đại học Zurich của Đức với ống tia cathode. Thì ông đi đến một kết luận rằng, tức là một chùm tia cathode, tức là chùm electron có năng lượng lớn, nó đập vào một cái vật rắn thì nó phát ra một cái bức xạ này mắt người không thể nhìn thấy, nhưng mà nó có thể làm phát quang một số chất trong cái video chúng ta có thể thấy rất là rõ, và làm đen kính ảnh một số cái kính ảnh mà Röntgen đặt ở gần đó, gần cái ống tia cathode đó, nó bị đen. Và ông đặt đó là TX.
vì ông chưa rõ cái bản chất của nó, cho nên x ở đây mang ý nghĩa như là một cái ẩn số. Và sau này các nhà bác học và người ta ghi nhận cái công lao người đầu tiên phát hiện cái x này và còn gọi bằng một tên khác, đó là tia Röntgen. Thì nhà bác học Röntgen sinh ra ở Leipzig của Đức vào năm 1845, ông mất năm 1923. Ông làm việc tại đại học Zürich và nhiều trường đại học khác của Đức. Và cũng chính nhờ cái công trình phát hiện ra tia này thì ông được nhận giải thưởng Nobel vào năm 1901. Thì đây là sơ lược về Röntgen và cái quá trình lịch sử tìm ra tia. Vậy thì có người tìm ra tia rồi và cách tạo ra tia như thế nào? Đó chính là ống Pulitzer. Thì ống Pulitzer nó được cấu tạo như thế nào chúng ta có thể quan sát trên hình ảnh. Đây chính là một ống Pulitzer. Cấu tạo của nó gồm có một bình thủy tinh, một ống thủy tinh cục chân không. Áp suất ở trong ống này cỡ vào khoảng 11-3mm thủy ngân đến 11-6mm thủy ngân. Bên trong ống có hai điện cực, đó là cực anode. Anode gắn vào cực dương của nguồn điện. Cực anode này người ta làm bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn, ví dụ như là platin, wolfram, và có cái nhiệt nóng chảy, tức là cái điểm nóng chảy nó rất là cao. Và ở cái anode này khi hoạt động thì người ta nối với một hệ thống làm mát bằng nước. Ở cực bên kia nó là cực cátốt. Cực cátốt này nối với cực ấm của nguồn điện, và thường ở cái phía đầu của nó là có dạng hình tròn cầu, và ở phía đó là có một cái dây wolfram FFP. Mục đích của cái dây wolfram FFP này là để làm nguồn bức xạ nhiệt electron. Và như vậy chúng ta có thể kết luận rằng cái cấu tạo của ống Pulitzer là một ống thủy tinh bên trong là chân không. Ống có hai cực anode và cathode. Anode người ta kiểu là chữ A, cathode kiểu là chữ K. Anode nó là cực dương của nguồn điện làm bằng platin hoặc wolfram và được làm nguội bằng nước khi hoạt động. Cathode có dạng hình tròn cầu nối với cực ấm của nguồn điện, và cái dây FFP ở cái tròn cầu này làm cái nguồn phát electron. Thì đây chính là cái cấu tạo của ống Pulitzer. Vậy thì nó hoạt động như thế nào? Thế thì để hình dung hơn trong quá trình hoạt động của nó thì các em có thể xem một clip ngắn như thế này về hoạt động của ống Pulitzer. Đây là một ống Pulitzer. Đây chính là cái dây wolfram FFP làm nguồn bức xạ nhiệt electron. Đây là cực anode, nó là cực dương của nguồn điện, và trong này là chân không, áp suất là cỡ 11-6mm thủy ngân. Nguồn điện này nối qua cái dây FFP làm cái dây FFP này nóng lên và nó phát ra các electron và nó quá trình bức xạ nhiệt electron. Và đặt ở cái chòm cầu là để tập trung cái chùm electron tác động vào cái anode, tập trung cái năng lượng của nó. Ở đây cả electron khi đi về anode thì chứa tới 1% cả electron là tạo ra cái năng lượng của tia, và hơn 99% cả electron đập vào đây nó sẽ làm nóng cái đội cathode này. Và vì vậy người ta làm mát cái anode này bằng nước, bằng hệ thống làm mát ở đây. Và khi các electron này nó được gia tốc trong một điện trường giữa anode và cathode cỡ vài chục kilovolt rất là lớn, thì nó thu được đồng năng lượng rồi đến nó đập vào cái anode này và làm phát ra tia. Đương nhiên ở đây cái chùm electron này là mô phỏng như thế này, cái tia phát ra thì cũng mô phỏng, chúng ta không thể thấy bằng mắt, đây là mô phỏng hình dung để chúng ta dễ quan sát. Thì đây là chính hoạt động của cái ống Pulitzer. Vậy thì chúng ta có thể tóm tắt cái hoạt động của ống Pulitzer như sau. Dây FFP được nung nóng bằng nguồn điện hiệu điện thể UAK từ vài chục kilovolt trở lên, và các electron bay ra từ dây FFP này chuyển động trong điện trường mạnh giữa anode và cathode làm cho anode phát ra tia
khi các linh mục đập vào. Thì đây chính là cái kết luận hoạt động của ông Pulitzer. Vậy thì bản chất và tính chất của tít cũng như là một số ứng dụng của nó như thế nào, thì chúng ta đi vào phần Ba La Mã tìm hiểu bản chất và tính chất của tít. Trước hết là tìm hiểu về bản chất của tít. Thì năm 1912, tức là 17 năm sau kể từ khi Röntgen phát hiện ra tít, nhà vật lý người Đức Laue, ông làm thí nghiệm rất là tinh vi bằng nhiễu xạ trên cái tinh thể, và ông đã chứng minh được rằng cái chùm tia X mà Röntgen phát hiện được đấy, nó có cùng bản chất với tia từ ngoài, nó có bước sóng cũng ngắn hơn cả tia từ ngoài nữa, và bản chất của nó chỉ là sóng điện từ. Và cái công trình này của Laue cũng được giải Nobel vào năm 1914. Vậy thì từ đó nó có thể kết luận được rằng bản chất của chùm tia X đó chính là sóng điện từ có bước sóng cự vào khoảng từ 11 mét đến 11-8 mét. Ở đây chính là cái bản chất của tia X. 12 năm sau kể từ khi Röntgen phát hiện ra thì đã chứng minh được điều này. Vậy thì bản chất của tia X là sóng điện từ rồi, thì nó có những cái tính chất như thế nào? Và chúng ta sang phần hai nhỏ, đó là tính chất của tia X. Một cái tính chất rất quan trọng và nổi bật của tia X đó chính là khả năng đâm xuyên. Ví dụ như trong cái thí nghiệm của Röntgen phát hiện ra tia X, ống che bằng vải, ống che bằng gỗ, ống che bằng cái tấm bìa cứng và thậm chí một quyển sách dày 1000 trang, nó vẫn có thể xuyên qua được. Nó vẫn có thể xuyên qua được. Và nó có thể xuyên qua một cái tấm nhôm khoảng vài cm, nhưng mà nó lại bị chặn bởi một tấm chì khoảng vài mm. Đấy. Cho nên trong quá trình mà làm thí nghiệm á, thì sau này để mà tránh cái tác hại của tia X thì người ta dùng chì để mà chặn lại tia X này. Và cái tia X mà có bước sóng càng ngắn thì cái khả năng đâm xuyên của nó sẽ càng mạnh, người ta gọi đó là tia X cứng. Còn tia X mà có bước sóng mà dài hơn thì cái khả năng đâm xuyên nó yếu hơn, và người ta gọi đó là tia X mềm. Tia X mềm, mềm ở đây là nó mềm hơn so với tia X cứng đấy, khả năng đâm xuyên nó yếu hơn. Và như vậy ta có thể rút ra kết luận là cái khả năng đâm xuyên của tia X nó rất là mạnh, nó mạnh hơn tia từ ngoài nhiều mà bài trước mà chúng ta đã tìm hiểu. Cái tính chất thứ hai đó là làm đen kỹ năng. Trong cái thí nghiệm của Röntgen, ông bỏ một cái cấm kính gói trong một tờ giấy rất là kỹ, đặt trong hộp nữa, rất là cẩn thận nữa, nhưng mà cái tia X khi làm thí nghiệm nó vẫn làm đen kỹ năng này. Đây là một cái tính chất của tia X. Tính chất thứ ba là làm phát quang một số chất. Phát quang một số chất tức có nghĩa là khi mà tia X mà chiếu vào cả cái chất này, ví dụ như là platino, cyanua hoặc là bari, thì cả cái chất này có thể phát ra ánh sáng trong vùng hạ kiến mà chúng ta đã học ở bài trước. Và vì vậy người ta dùng cả cái chất này để làm màng quan sát khí chiếu điện. Tính chất thứ tư đó là làm yếu hóa chất khí hay là không khí. Yếu hóa chất khí hoặc là không khí có nghĩa là cái chùm tia X này mà chiếu vào cả cái chất khí thì nó sẽ bức ra cả electron, tạo thành cả ion dương, ion âm và cả electron trong chất khí đó. Thì yếu hóa chất khí thì chúng ta có tìm hiểu ở trong chương trình vật lý lớp 11 rồi. Tính chất tiếp theo đó là có tác dụng sinh lý mạnh. Và chúng ta nhớ lại rằng là trong tia từ ngoài nó cũng có tác dụng sinh lý nhưng mà không mạnh bằng cái tia này đâu. Tính hủy diệt tế bào nó mạnh hơn. Và vì vậy ở trong cái này người ta dùng cái này để chữa cả cái bệnh ung thư mà dạng nóng thôi. Đấy. Và tính chất cuối cùng đó là gây ra hiện tượng quang điện hầu hết đối với cả kim loại. Ở đây hiện tượng quang điện thì chúng ta có thể là chưa biết rõ và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn ở chương tiếp theo. Nhưng mà thầy có thể nói như thế này để chúng ta dễ hình dung. Có nghĩa là khi mà chiếu cái tia X vào cả cái kim loại đó thì nó sẽ làm bật ra cả cái electron khỏi bề mặt của kim loại đó luôn. Đấy, đây chính là hiện tượng quang điện và nó gây ra hầu hết cả cái hiện tượng quang điện cả cái kim loại. Như vậy đấy là những cái tính chất này ta cũng thấy nó tương tự như đối với cả cái tia tự ngoài. Và đấy là một cái bằng chứng hùng hồn để khẳng định một điều nữa, đó là sự đồng nhất giữa bản chất của tia tự ngoài và tia X. Và chúng ta biết rằng tia tự ngoài nó có bản chất là sóng điện từ. Vậy thì tia X này cũng bản chất sóng điện từ. Đây, sau khi người ta tìm hiểu cả cái tính chất thì ta có thể kết luận thêm một điều đó. Vậy thì những cái tính chất nó rất là rõ rồi, trong tia tự ngoài thì ta ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống.
Vậy thì TX này nó có những cái công dụng, những ứng dụng như thế nào? Chúng ta tìm hiểu sang phần ba nhỏ, đó là công dụng của TX. Nó rất là nhiều lĩnh vực, nhưng mà đây thầy có thể nêu ra một số lĩnh vực quan trọng mà TX ứng dụng. Thứ nhất là trong y học, dùng để chiếu điện, chụp điện, để chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, bệnh dạng ung thư nông, để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc là diệt khuẩn. Thì cả những chiếu điện, chụp điện, chúng ta có thể quan sát cái hình ảnh ở đây. Và thầy xin giới thiệu thêm cái bàn ảnh, cái hình ảnh X quang bàn tay người này là cuộc vờ của Röntgen trong quá trình làm thực nghiệm của ông, thí nghiệm của ông. Đây là hình ảnh đầu mà thầy đã giới thiệu với các em, nhìn thấy bên trong để chẩn đoán bệnh, để xác định vị trí. Ví dụ như là bệnh nhân COVID-19 này á, nó là làm mờ cái phổi, từ đó ta đánh giá, bác sĩ người ta sẽ có chuyên môn, người ta đánh giá cái thương tổn của bệnh của phổi để mà có cái biện pháp xử lý. Cái lĩnh vực thứ hai mà TX nó có cái công dụng, đó là tìm khuyết tật bên trong các cái vật đúc bằng kim loại hoặc là tinh thể. Thì trước đây đối với tia từ ngoài á, thì chúng ta biết rằng là cũng tìm cái khuyết tật, nhưng mà bên ngoài bề mặt thôi, tức là ta đã tìm hiểu được rồi. Nhưng mà bên trong thì ta bằng cách nào? Đó là chiếu TX vào. Mặc dù cả cái sản phẩm có thể bên ngoài nó rất là đẹp, nó rất là bóng bẩy, có thể nhìn vào nó là có thể đáp ứng được, nhưng mà bên trong của nó chúng ta không thể quan sát bằng mắt thường. Vậy thì ta chiếu chùm TX này vào, khi đó ta thu được cả cái ảnh của nó. Thì đây chúng ta thấy cả khuyết tật bên trong cả cái sản phẩm này đây, chúng ta quan sát ảnh trên này, chúng ta sẽ thấy điều này đấy. Hoặc là cái ảnh dưới này thể hiện cả cái vật ở bên trong của nó là có cả cái rỗ khí hoặc cả cái bọt khí. Như vậy để ta đánh giá cái chất lượng của sản phẩm này có dùng tiếp hay không, hay là loại. Đây là cái chất lượng sản phẩm, nhờ TX này để chúng ta có thể đánh giá được chất lượng sản phẩm mà mắt thường chúng ta không quan sát được bên trong của nó. Cái lĩnh vực thứ ba đó là trong giao thông. Đây hình ảnh ở cái khu an ninh sân bay mà thầy giới thiệu trước đây trong cái phần vấn đề mà thầy đã nêu ra, đó là kiểm tra hành lý của hành khách đi máy bay. Vậy thì kiểm tra như thế nào? Đây hành khách qua cái máy quét và người ta sẽ rọi TX vào. Nhân viên an ninh chỉ có việc đơn giản là gì? Nhìn ở trên màn hình để biết được ở trong này có cái gì trống, có tôi được phép thông quan hay không. Thì cái này mà không cần phải mở túi sách ra, không cần phải mở túi sách cả. Đấy là một cái rất là tiền trong kiểm tra an ninh sân bay hoặc là cả cái cảng để thông quan. Cái lĩnh vực thứ tư đó là trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm thì người ta dùng cái TX này chiếu vào cả cái vật cấu vật rắn để mà tìm hiểu cái cấu trúc bên trong của vật rắn này. Thì đây là hình ảnh cấu trúc bên trong của vật rắn, và người ta phóng đại lên bằng kính hiển vi điện tử, thấy được rất là rõ để đánh giá tính chất các cái vật liệu. Thì đây là bốn lĩnh vực quan trọng mà TX nó tham gia vào. Đây. Thì những cái hình ảnh đó đến bây giờ chúng ta có thể giải đáp cái phần vấn đề mà thầy đã đặt ra hồi nãy chưa? Đấy. Và đến đây ta có thể kết luận được một điều rằng cái TX là một sóng điện tử có bước sóng ngắn, nó ngắn hơn cả tia từ ngoài. Tia từ ngoài là nó cùng bản chất với tia hồng ngoại, bài trước chúng ta đã tìm hiểu, và ánh sáng khả kiến. Tháng sóng cái sóng điện tử là sóng vô tuyến, trước đây chúng ta có tìm hiểu trong chương trước đấy, nó có bản chất tương tự nhau. Vậy thì chúng ta sang phần 4 lắm mà để tìm hiểu tháng sóng điện tử thì mối liên hệ giữa cả cái bức xạ đó là như thế nào. Thì ở đây ta có thể khẳng định và nói rằng là sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia từ ngoài X và tia gamma, nó có cùng bản chất là sóng điện tử, nó chỉ khác nhau về tần số. Và đây thầy còn nói thêm một cái là tia gamma. Thì tia gamma này là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương vật lý hạt nhân. Ở đây thì chúng ta chấp nhận điều đó. Và cả cái sóng này tạo thành một phổ liên tục, người ta gọi là tháng sóng điện tử. Và tháng sóng điện tử như thế nào thì chúng ta có thể hình dung qua cái minh họa hình vẽ của thầy đây. Đây là sóng vô tuyến, bản chất là sóng vô tuyến, và cái nguồn phát của nó đó chính là cái máy phát vô tuyến. Máy phát vô tuyến. Cái thứ hai đó là tia hồng ngoại, là cả cái vật nung nóng thì nó bức ra tia hồng ngoại này. Cái thứ ba đó là ánh sáng khả kiến, đó là cả cái nguồn sáng phát ra. Thứ tư đó là tia từ ngoài, và cả cái vật nung nóng trên 2000 độ C, đấy là cả cái nguồn phát của nó. Thứ năm
đó là TX. Và nguồn phát là ống Kulisser mà chúng ta vừa tìm hiểu. Thứ sáu là tia gamma. Tia gamma này thì cái nguồn phát của nó là sự phân rã trong phóng xạ, thì chương vật lý hạt nhân chúng ta sẽ tìm hiểu rõ cái bản chất của nó, cái nguồn phát của nó hơn. Và ở đây thầy sắp xếp theo một cái thứ tự theo hướng mũi tên này là bước sóng nó giảm dần, hoặc có thể nói là tần số nó tăng dần, tần số nó tăng dần. Và như vậy cả cái sóng điện từ này nó khác nhau và giống nhau như thế nào? Thì đó là giống nhau là bản chất sóng điện từ, nhưng mà khác nhau đó là tần số hay là bước sóng, nên cái tính chất và cái công dụng của nó cũng khác nhau ở mức độ khác nhau. Thế là ví dụ như là tia từ ngoài và tia X cho nó gần, đó là tia từ ngoài là bước sóng nó dài hơn, tia X nó có bước sóng ngắn hơn, cho nên cái khả năng đâm xuyên của tia X á trong cái vật rắn nó mạnh hơn so với tia từ ngoài. Hoặc là ví dụ như trong trường hợp thầy lấy sóng điện từ với tia từ ngoài đấy chẳng hạn, thì cái sóng điện từ nó bước sóng rất là dài, có bước sóng nó dài là tới vài km, và so với tia từ ngoài thì bước sóng nó dài hơn rất nhiều. Và khi quan sát các hiện tượng giao thoa nhiễu sáng thì tia từ ngoài rất là khó quan sát, mà sóng điện từ nó rất là dễ quan sát hiện tượng giao thoa, hiện tượng nhiễu sáng. Và ở đây ta có thể kết luận đó là các cái sóng mà bước sóng càng dài á, bước sóng càng dài thì cái hiện tượng giao thoa và nhiễu sáng dễ quan sát hơn so với bước sóng ngắn. Và bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên nó càng mạnh. Ở đây một đặc điểm như vậy để chúng ta có thể thấy sự khác nhau về cái tính chất và tác dụng của các cái tia này, các cái bức xạ trong thang sóng điện từ này. Thế đó là một số nội dung mà chúng ta tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Một số cái tài liệu mở rộng thì ở đây thầy cung cấp cho chúng ta trong cái link này, và chúng ta có thể ghi lại để về tham khảo thêm, tìm hiểu thêm, mở rộng về cái tiết này. Đồng thời đó là thầy cũng có cung cấp cả cái bài tập rèn luyện ở cái link này đây. Chúng ta kích vào thì chúng ta sẽ thấy rõ các bài tập để chúng ta rèn luyện thêm trong cái đơn vị kiến thức này. Và trong thời gian tiết học ngày hôm nay thì thầy cũng sẽ làm một số bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để chúng ta nắm kỹ hơn cái bài học ngày hôm nay. Trước hết là một số bài tập củng cố về dạng trắc nghiệm. Câu 1. TX có bước sóng A. Lớn hơn tia hồng ngoại, B. Lớn hơn tia từ ngoài, C. Nhỏ hơn tia từ ngoài, và D. Là không thể đo được. Nhìn vào cái thang sóng điện từ vừa rồi thầy cung cấp đó thì chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án, đó là câu C. Câu số 2. Trong ống Kulisser, để tạo một chùm TX, người ta cho một chùm electron nhanh bắn vào A. Một chất rắn khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn, B. Một chất rắn có nguyên tử lượng bất kỳ, C. Một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn, và D. Là một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kỳ. Đây, cái này chúng ta xem lại trong cấu tạo hoạt động của ống Kulisser thì chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án, đó là sẽ là câu A. Đây. Đấy chứ nào. Tiếp tục câu số 3. Trong việc chiếu điện và chụp ảnh nội tạng bằng TX, người ta phải hết sức cảnh tác dùng nào dưới đây của TX? A. Khả năng đâm xuyên, B. Làm đen kính ảnh, C. Làm phản quang một số chất, và D. Là hủy diệt tế bào. Thì các em biết cái tính chất hủy diệt tế bào nó rất là ghê gớm, cho nên là chúng ta có thể thấy được cái tác hại của nó. Và đáp án ở đây là tránh tác dụng nào gì đấy của TX, tức là tránh cái tác hại của nó. Đáp án ở đây sẽ là câu D. Tiếp theo câu số 4. Tillingen hay là TX có A. Cùng bản chất với sóng vô tuyến, B. Cùng
cùng bản chất với sóng âm. D. Tích điện tích âm. D. Bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. A, B, C, D đây. Chúng ta thử chọn và đáp án nào. Nhưng mà trong cái thang sóng điện từ nó rất là rõ. Nó cùng bản chất với sóng vô tuyến. Như vậy ta có thể dễ dàng chọn đáp án sẽ là câu A. Câu số 5. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X và tia từ ngoài. B. Tia X, tia từ ngoài, ánh sáng tím, tia hồng ngoài. C. Tia hồng ngoài, ánh sáng tím, tia từ ngoài, tia X. Và D. Ánh sáng tím, tia hồng ngoài, tia từ ngoài và tia X. Chúng ta cũng có thể lật lại xem cái thang sóng điện từ. Và để thầy phân tích này, trong câu A thì theo thứ tự ở đây người ta yêu cầu là giảm dần nhé. Trong câu A thì là tia X đến tia từ ngoài thì bước sóng nó tăng dần, như vậy có phải sai nè, không theo yêu cầu của đề mà ta chọn này. Câu B, tương tự như vậy, ánh sáng tím đến hồng ngoài thì bước sóng nó như thế nào, tăng, đúng không? Câu C là tia hồng ngoài, ánh sáng tím, tia từ ngoài tia X. À, như vậy ta tra ra cái bảng này thì ta có thể thấy rõ ràng đáp án ở đây ta chọn là câu C, câu C, đúng không? Câu C. Đương nhiên câu D là sai luôn rồi, thấy chưa? Ánh sáng tím tia hồng ngoài là bước sóng nó tăng rồi, đảm bảo yêu cầu của đề. Vậy đáp án sẽ là câu C. Bây giờ chúng ta làm một cái bài tập tự luận nó liên quan đến kiến thức của lớp 10 nữa, là bài số 6, là câu số 6. Đề câu số 6 như sau: hiệu điện thế giữa anốt và cátốt của một ống phóng điện từ là 10 kV. Ở đây thầy giải thích thêm đây là hiệu điện thế của dòng điện không đổi. Tính đồng năng và tốc độ của electron khi đập vào anốt bỏ qua đồng năng ban đầu của các electron khi bước ra cho biết các cái hằng số ME, E. Đây là các hằng số, nếu chúng ta không thấy trong D thì chúng ta có thể tra ở trong cái máy tính cầm tay cũng có. Như vậy bài này thì chúng ta có thể tóm tắt cái đề như sau, rất là đơn giản thôi. Thông số mà chúng ta cần quan tâm ở đây chính là UAK, tức là cái hiệu điện thế đặt giữa anốt và cátốt. Trong đề là 10 kV thì ta đổi đơn vị sang volt, đó là bằng 10 x 10^3, có nghĩa là bằng 10^4 volt. Còn cái hằng số M, E và E này là chúng ta biết ở đây rồi. Đề yêu cầu đó là tính đồng năng. Đồng năng, ở đây là đồng năng, không phải đến. Và vận tốc, tức là cái tốc độ của electron khi đập vào anốt. Thì cả này nó liên quan đến kiến thức, đơn vị kiến thức lớp 10, đó là định lý đồng năng. Định lý đồng năng nó được phát biểu như thế nào? Ở đây thầy cũng xin nhắc lại cho các em được kỹ hơn, nắm rõ hơn để vận dụng trong bài này. Đó là đồ biến thiên đồng năng bằng công cụ ngoại lực. Và trong trường hợp này khối lượng của electron thấy nó cực kỳ bé, 9,1 x 10^-31 cũng đáng kể, bỏ qua. Thì còn lại ngoại lực ở đấy chính là lực điện trường. Vì vậy ta có thể viết định lý đồng năng là delta với kẹp d, tức là bằng với kẹp d sau trừ với kẹp d đầu, mà thầy ký hiệu ở đây là với kẹp d trừ với kẹp d không, bằng e nhân u. Ở đấy cống này là cống dương cho nên thầy viết đây là đồ lớn luôn để chúng ta dễ nhớ trong cái quá trình mà khỏi bị nhầm dấu đấy. Và thay số vào thì ta tính được cái e là đây rồi, 1,6 × 10^-19, ta lấy đồ lớn thôi nghe. U ở đây là cho rồi là bằng 10^4, thì ta tính ra được là bằng 1,6 × 10^-15 V. Và ở trong đề người ta đã cho mình đó là đồng năng ban đầu của các electron khi bước ra khỏi cátốt là xem như không đáng kể. Cho nên từ đó ta thay vào delta V kẹp D không này vào ở trên thì ta sẽ tính được V kẹp D là bằng 1,6 × 10^-15 V. Như vậy đến đây ta trả lời cái yêu cầu thứ nhất, đó là đồng năng của electron khi đập vào anốt. Cái thứ hai đó là tính vận tốc của các electron khi đập vào anốt, hay là tốc độ của nó như thế nào. Thì ta có được là cái công thức tính đồng năng là V kẹp D bằng 1/2 M nhân V bình phương. M này chính là ME, là khối lượng của electron. Từ đó ta dễ dàng trục ra được V là bằng căn bậc 2 của 2 V kẹp D chia M. Thì ta tính được cái giá trị của nó xấp xỉ vào khoảng là 59,3 × 10^6 m/s.
Thì đây là một số bài tập chúng ta tìm hiểu ở đây. Cả cái bài tập rèn luyện trong cả slide này thầy có để cái link đây về chúng ta tải, ghi lại để tải về làm thêm. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cái TX, bản chất, tính chất và cả cái ứng dụng của nó, quan trọng là cả cái ứng dụng của nó, và tìm hiểu về cái tháng sóng điện tử và một số bài tập rèn luyện. Thì bài học đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn các em học sinh đã theo dõi. Cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn các em trong tiết học lần sau. Xin chào tạm biệt.